Chào anh em toàn quốc nha. Sau đây Minh Chính âm thanh bãi tiếng chọn xin giới thiệu và test cho anh em nghe thẩm âm cho vui. Đó là một con siêu phẩm Pioneer X1250 đời 1200W nha anh em. Chạy 4 nguồn điện. Hàng Mỹ. Đời này rất là hiếm nha. Đa số về chỉ có đời 650W. Đời 1200W rất là hiếm. Anh em nghe chắc âm nó rất là hay. Đối với đời 650W thì nó nằm 8 với 10, nó là 10 hoặc 8 thôi. Và em này có giá là 39 triệu, em bao ship toàn quốc cho anh em với điều kiện là hàng xuất sắc. Bao riêng bao test toàn quốc cho anh em. Ruột gan là 7 màu sáng trưng. Rồi, anh em nào quan tâm thì liên hệ số điện thoại hoặc kết bạn Zalo Facebook để được giao lưu và trao đổi những kinh nghiệm chơi audio và thanh bái. Sau đây mình xin phép test cho anh em nghe. Test một bản nhạc ngoại đen cho anh em nghe chơi. Phát rất là hay. Và em này là Hitachi 2004 có công suất là 850W. Em này có giá 31 triệu. Em nó đang đánh với Lo Rebel nha anh em. Chào anh em nha. Anh em nào có quan tâm thì liên hệ số điện thoại trên nha.